Hello, chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ tháo cái con chuột này. Con chuột ra mình sẽ thay cái dây này thành dây USB nhé. USB xem nó có chạy được không. Vì cổng này là cổng cắm chuột ở đằng sau máy tính ấy. Chuột ngày trước khá là cổ các bạn, nhưng mà nguyên lý làm việc nó vẫn thế. Ok, giờ mình sẽ lắc cái này ra xem nhé. Ôi, nó còn găm này. Này, cái này còn găm được như này. Mình sẽ bỏ ra một câu. Giờ mình sẽ tháo cái này ra. Đấy. Mình dùng bộ hoa mình sẽ tháo ra. Đây mình dùng bộ hoa mình sẽ tháo ra. Thế lộ đầu lộ đít lộ tung. Ok. Vàng là âm nhé. Vàng này âm. Cảm ơn lỗ chỗ này. Gì? Sao bố không dùng bộ hàn cũ? Bộ hàn này nhiệt nó đẹp hơn. Bây giờ hai cái chỗ này thì mình phải test thôi, nhưng mà mình sẽ thử xem, mình sẽ thử xem ví dụ như dây kia dây cho dây xanh trong trắng ngoài cắm vào nó nhận là ok, nhận thì lại tháo ra hàn lại. Ok, mình sẽ thử cắm vào máy tính. Kiểu... Ok. Ok. USB sai rồi nhá. Mình sẽ đổi lại. Sẽ đổi lại cái dây này. Chưa xong rồi.
Ok. Thử xem nào. Ok, vẫn không được. Cái ở đây thì nó sẽ không có chip các bạn, thường thường có một con chip điều khiển, nhưng mà cái này là nó đi trực tiếp vào cái con ở trong máy tính, nó sẽ tự nhận biết được và nó sẽ xử lý. Còn cái này nó không không xử lý, cái này nó không có chip xử lý đưa được tín hiệu USB. Vì vậy cái cổng này nó sẽ là tín hiệu đầu vào, truyền tín hiệu của cái máy tính cấp nguồn. Thế thôi. Thì nhiệm vụ của cái máy tính là nhận tín hiệu cái này vào trong máy tính để xử lý, còn không thì không xử lý được qua đường USB nha các bạn nha. Vì vậy sau cuộc chuyển sang nghe không ăn thua rồi. Nên mình sẽ phải lắp lại rồi. Thử vào không được các bạn, chán quá, được thì hãy nắm lại thôi. Nắm lại trả vào vị trí ban đầu. Bye bye các bạn nha, tạm biệt các bạn.